Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game 25 Nhỏ Hiệp Sĩ Ma Thuật nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tân thủ cách chơi chuẩn và cách tăng vật chiến nhanh đối với cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game idea màn hình ngang do Hàn Quốc phát triển nha các bạn. Ở đây thì các bạn có thể điều khiển nhân vật sang trái sang phải nha các bạn. Và hãy nhấn vào tựa chiến đấu. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên có bạn là các bạn vào cái phần hướng dẫn tân thủ nha các bạn. Các bạn cứ nhấn vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động hướng dẫn. Thì ở đây thì có mấy cái khu nè các bạn. Nhưng mà thông thường thì tự động nó sẽ vào cho bạn là khu 1. Nhưng mà thường thường là khu này nó đầy nhanh lắm. Nên bạn là kéo xuống nha các bạn. Lựa chọn mấy khu bình thường này nha các bạn. Và nhấn vào quạt nha các bạn. Thì bạn đợi khoảng thời gian thì nó sẽ vào được nha các bạn. Và các bạn chỉ cần bật khiêu chiến tự động thì nó sẽ tự động đánh. Thì đây là cái phần nhiệm vụ kế tiếp là vào cái phần trang bị. Thì các bạn cứ nhấn vào trang bị nhanh thì nó sẽ tiến hành trang bị. Và mấy cái mà không sử dụng nữa thì các bạn nên tắt hàng loạt nha các bạn. Để nhận về cho mình là những cái vật phẩm này nè các bạn. Ngoài ra thì có thêm những cái phần mảnh thì các bạn cứ cứ sử dụng hết nha các bạn. Và nếu như có vé triệu hồi hôm nay thì các bạn cứ việc triệu hồi. Thì triệu hồi này thì nó sẽ triệu hồi ra anh hùng nha các bạn. Thì nếu mà lấy thì bạn sẽ nhận về cho mình là những cái anh hùng cấp cao hơn. Nhưng mà thông thường thì nếu như bạn lừa triệu hồi từng lần này các bạn phải đợi đủ 10 lần và triệu hồi lượt. Ngoài ra thì có triệu hồi hợp tác và triệu hồi nổi bật. Nhớ nhớ các bạn, đây là bạn rất nhiều triệu hồi. Còn đây là phần cao cấp là cửa hàng tái nạp. Đây là file các bạn có thể nhận nhiệm vụ là tắt trang bị nha các bạn. Các bạn có thể chọn tắt trang bị ở đây. Các bạn, đây là nhiệm vụ sai nhiệm vụ lập tắt 40 trang bị, còn đây là nhiệm vụ chính của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào dấu cộng, nhấn vào thành tích và nhận tất cả thành tích của mình để nhận về mình thêm những phần thưởng các bạn. Còn đây là hóa thân. Ở đây thì các bạn có thể trang bị anh hùng, ví dụ như bạn muốn đổi sang hôm nay thì bạn nhấn vào trang bị. Thì để đã trang bị đây là được thật nha các bạn. Còn không hợp thì các bạn nên ưu tiên những cái anh hùng hiếm ở đây. Còn bạn nào có đủ nguyên liệu thì bạn có thể đột phá nha các bạn. Đột phá đây nha các bạn. Thế tiếp là phần kỹ năng. Thì nếu như có đủ cái nguyên liệu thì các bạn có thể học kỹ năng và bạn trang bị. Còn đây là kỹ năng bị động nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng kỹ năng bị động. Còn đây là phần cường hóa chế tạo các bạn, chế tạo kỹ năng, chế tạo bùa, chế tạo trang bị, chế tạo phụ kiện, chế tạo thông thường. Bạn có thể chế tạo được nhé bạn. Trời ơi, theo rồi. Hạ quái vật nha các bạn. Các bạn cũng đừng quên là mạnh khá ở bên đây nha các bạn. Đây mạnh khá, mạnh khá trang bị. Trời ơi. Cái này thì có thường thường có tỷ lệ hoàn thành hết chưa bạn? Các bạn cũng đừng quên là cường hóa trang bị. Các bạn chọn cường hóa và chọn nguyên liệu và tiến hành cường hóa thôi nhé bạn. Nhưng mà các bạn phải đủ vàng mới được.
cái lây vào ớt gà. Ok, mình đã hoàn thành xong rồi. Tiếp tiếp. Tiếp tiếp là đạt cắt đoạn 15. Các bạn nên liên kết tài khoản nha bạn. Các bạn nhớ là liên kết tài khoản. Ủng hộ mình là tài mới được liên kết luôn rồi các bạn. Cái game này nó cũng không có code nữa các bạn. Buồn lâu á. Chưa thấy code nha. Bạn nào có, bạn nào thấy code rồi á thì các bạn nhớ comment bên dưới để cho mọi người biết đó nha. Cảm thấy code. Ok, mình đã đạt lên cấp 13 và mình sẽ sang với lại hiếm ở rừng cây khổng lồ. Thì mấy nhiệm vụ này chủ yếu mình làm thôi các bạn.